được, ok ok nói cái register nó chẳng đầu tiên em register nó tay nó tay nó là gì mày em có sao chưa được ok đây là thầy cô và quay là cái chai
nó được tinh chế từ là muối, muối thiên nhiên, trà Việt Quốc và đồng thời là trà xanh của mình, và nó từ những sản phẩm thiên nhiên hết. Là trước giờ mình đi ra ngoài chiều mình làm việc hàng ngày, khi cái tuyến mồ hôi của mình á nó tiết ra rồi hàng ngày mình đâu có cái điều kiện để mà mình đi tới luôn, mình thay đồ hoài và rồi bắt đầu rồi. Trước là em sử dụng những cái sản phẩm ở bên ngoài, những cái chai lăng ở bên ngoài á, thì nó chỉ giảm hạn chế được một phần cái mùi mồ hôi của mình, cái mùi tiết mồ hôi của mình thôi, nhưng mà nó hay bị những cái đốm vàng á, áo á, nó không có tự tin lắm. Rồi khi mà em tham gia em sử dụng rồi em rất được cái chai này, thì là mình nghe mình chịu, em sẽ minh họa cho mọi người xem là cái công dụng của nó hay như vậy. Và một bạn mới, em cho em mời một bạn mới nữa đi. Dạ em mời bạn mới nữa đi, để anh trải nghiệm đi anh. Ở đây là cái gia đình mình không ạ? Đi một anh đẹp trai nữa. Rồi à, ở đây em có một cái tỏi nha, tượng trưng cho những cái mùi cơ thể của mình hàng ngày đó. Thì anh cho em một cái tay của anh nữa đi. Bữa nay mình nắm tay trai đẹp không? Ra ngoài mình tiếp xúc và mình rất là tự tin.